Xin chào tất cả các anh chị. Thì đây là cái căn nhà cuối cùng em sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị ngày hôm nay. Tại vì chia sẻ nhiều quá thì anh chị xem nhiều quá hết rồi, mình nghĩ là giống như là bị tẩu quả nhập ma luôn, là anh chị không biết cái nào là cái nào luôn. Thì nên mỗi lần mỗi cái video của em á, thì em sẽ ráng để cái số với lại cái mẫu nhà với lại cái khu vực để cho anh chị em biết là mình đang xem khu nào, mẫu nhà nào của hãng nào, để anh chị không có bị giống như là confused, coi nhiều quá rồi giống như là tẩu quá nhập ma không biết là mình đang coi cái gì. Thì đây là cái căn cuối cùng em sẽ giới thiệu ngày hôm nay của hãng Weston, trong cái khu Ellison thuộc thành phố Katy. Thì cái căn nhà của hãng Weston là hổm giờ họ bán rất là nhiều luôn. Mẫu này là 40 foot. Thì hổm giờ họ có rất là nhiều căn của 40 foot và họ bán hết rồi. Chỉ còn một căn duy nhất là căn ở phía sau em đây, một căn duy nhất thôi nha. Còn nếu mà mình muốn thêm nữa thì mình phải đợi họ xây. Thì em thấy họ xây theo kiểu là gần xong thì họ mới bán, chứ họ không có bán mà lúc mà còn đất không. Thì tùy cái location, tùy khu vực. Nhưng mà bên Katy này á, em thấy là họ xây gần xong thì họ mới đem ra bán. Thì hổm giờ họ bán hết rồi. Và em thấy mấy cái mẫu mà 60 foot section á, thì họ đã lên giá, họ lên 10.000 mỗi căn nếu mà anh chị để ý. Thì cái căn mà em chuẩn bị giới thiệu với anh chị á, là vẫn còn giá hiện tại chưa lên. Nhưng mà nếu mà căn này không bán thì em nghĩ họ cũng sẽ lên. Tại vì không phải là không bán là họ hạ đâu. Tùy hãng. Hãng Weston em thấy họ bán rất là giống như họ có cái giá riêng của họ, họ muốn bán. Giống như cái căn này á, thì hiện tại sau khi giảm giá đó thì còn 427.000, 2.400 square feet, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, là cái căn mà em sẽ giới thiệu với anh chị ngay đây. Thì anh chị em nào mà thích nhà của hãng Weston thuộc thành phố Katy mà giá cả hợp lý, giống như là 420, 430, thì cái căn này hiện tại là còn một căn duy nhất nha. Anh chị hãy nhanh tay lên trước khi họ ra những căn mới thì giá cả nó thay đổi nữa. Thì bây giờ mình hãy xem cái căn nhà này. Anh chị đừng quên cho một cái like và chia sẻ cái video của em. Đây á, thì hôm bữa trước em cũng có giới thiệu cái căn ngay góc đây nè. Đó, nếu mà anh chị nào mà hay coi cái video của em á, thì chắc cũng sẽ biết cái căn này em có giới thiệu rồi. Và họ đã bán rồi. Đó, xong rồi ở đây thì người ta cũng dọn vào hết rồi. Bên đây thì cũng có người đã mua. Và cái căn mà em giới thiệu với anh chị là nằm ngay đây. Đó, căn này này nha. Phía bên phải thì cũng có người ở rồi đây. Khu này thì đã có người ở hết rồi. Đó, rất là đông đúc luôn, không còn xây dựng ở bên đây. Thì cái căn này là cái căn cuối cùng hiện tại, mẫu nhỏ nhất, 40 foot của hãng Weston ở thành phố Katy. Thì cái căn này cái giá là 427.000, 2.400 square feet, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi và có tên gọi là terrace. Thì bây giờ mình vào bên trong mình xem. Thì anh chị có để ý không, cái xi măng này hai màu khác nhau ha, là tại vì cái miếng này họ đã đập ra, họ đổi miếng mới. Thì nhiều khi em cũng khuyến khích anh chị mình mua nhà, mình lúc mà mình first walk, cái kiểm tra đầu tiên á, mình thấy xi măng mà ví dụ nó không có được láng giống như vậy, mà nó nhiều lỗ hay là bị trầy á, thì mình nên kêu họ thay. Thì cái này là họ đã thay rồi nè. Đó, thì mỗi lần mà em đi xem nhà cho khách mà khách không có ở đây á, em cũng coi cái driveway, nếu mà bị hư em cũng bắt họ thay cho mình. Tại vì khách em không có ở đây thì em làm nhiệm vụ rất là to lớn. Em đi xem giùm. Thì cái driveway mà nó bị trầy xước hay gì á, em cũng kêu họ thay cho mình cái miếng mới để sạch đẹp giống như vậy. Thì sau này thì hai màu nó cũng sẽ bằng nhau, giống nhau thôi. Hiện tại thì nó không giống màu nhưng mà nó sẽ giống màu. Đó, ở phía trước thì có đá với gạch nè. Đó, mình vào trong mình xem nha. Đây là cái cửa trước đây. Đó, cửa trước thì 8 feet, rất là cao ráo. Đó. Rồi, mở cửa ra đó. Thì cái sàn nhà là màu này. Màu này thì cũng rất là dễ nhìn ha. Đó. Rồi đây cái cầu thang công,
thì mẫu 40 á, Vi thấy là cái cầu thang hạ làm ở phía trước không à? Tại vì nó không có đủ lớn mà đem cái cầu thang ra phía phòng khách. Thì mẫu 40 á, giá cả hợp lý cho anh chị em nào mà không muốn xài tiền quá nhiều. Đó. Thì nó như vậy. À, sẵn ở đây Vi chia sẻ luôn. Thì mấy hôm Vi hay nói là trong cái phòng ngủ của mình hay có cái pre-wire sẵn á, thì đây bình thường là hả làm một cái lỗ ngay đây nè, ví dụ nếu mà internet tới á thì hả sẽ connect vô cái đường ống này, xong rồi trong cái closet nó đã có cái ống này rồi đó, thì hả connect thôi, hả không có cần đục lỗ vô nhà mình nữa. Đó, sẵn đây thì nói luôn. Rồi cái này thì đường ga. Đó, đường ga. Rồi bên này máng xối, gutter, điện. Đấy. Rồi, quay lại cái nhà. Đó. Bây giờ cái mẫu này á, thì 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi. Thì khúc bên này á, sẽ là cái gara ha. Đây. Gara thì căn này á là không có gara opener, cái này là bình thường thôi. Đó. Rồi hãng này thì dùng máy nước nóng loại nhỏ nha, và có hệ thống tất cả nè. Xong rồi bên đây á là có cái hatchback ở đây. Đó. Rồi bên đây là chỗ giặt sấy. Giặt sấy thì có giấy sấy bằng ga luôn và sẽ đi thông qua bên kia. Nhưng mà Vi đi qua nhà bếp trước đi. Đó. Dưới cầu thang á, thì có cái chỗ này để mình bỏ storage nè. Đó. Đây, mình nhìn ở phía trước nè. Rồi, bên đây là cái nhà bếp. Đó. Thì cái mẫu 40 á, mẫu 40, 45 á, thì Vi thấy cái bếp á, là họ không có cái đồ hút riêng ha. Họ sẽ có cái microwave ở trên. Rồi cái là ngay đây. Đó. Còn anh chị em nào mà thích built-in, có cái đồ hút ra ngoài, rồi cái là built-in á, thì phải là mẫu 50 trở lên. Còn 40-45 á, là 40-45 là tại vì cái miếng đất á, bề ngang á, chỉ có 40 hay 45 thôi. Thì cái căn mà Vi đang giới thiệu á, là 40. Thì cái đồ hút là nó như vậy. Đó, tủ thì cũng có hardware sẵn, tùy căn. Thì nhiều anh chị em mua nhà với Vi, có nhiều căn anh chị mua thì nó không có hardware, thì tùy theo cái package của mỗi căn nhà thôi, nó khác nhau. Giống như cái backslash thì màu này, rồi cái mặt đá màu này, rồi cái đèn á thì màu này, là tùy theo cái package nó chọn sẵn hết rồi. Đó, còn ví dụ nếu mà mình không thích thì mai mốt mình về mình đổi sau. Đó, đây là cái bếp nè. À, chỗ này thì mình có thể bỏ được ghế mình ngồi ha. Rồi một cái sink ở đây. Đó. Thì giống như Vi cũng nói, tùy cái package, cái sink này là sink màu đen. Cái thì bằng stainless steel. Nên nó cũng khác tùy căn. Rồi cái đồ nước chảy cũng vậy. Đó. Là cái nhà bếp ha. Rồi bên đây mình bỏ được cái bàn nè. Chỗ này mình bỏ được cái bàn. Rồi bên đây là cái phòng khách. Đó, hạ sơn lại nhìn đẹp ha. Có bữa Vi cũng dẫn khách vô mà lúc nó chưa xong á, nhìn hơi khó nhìn. Nhưng mà những căn mà xong như thế này á, thì người ta thấy được là người ta mua cũng lẹ lắm. Thì bởi vì Vi nói anh chị thấy căn nào thích á, thì liên lạc cho em, rồi em giúp anh chị mua. Đó, cái phòng khách nè. Cửa ra phía sau thì bên hông này, rất là gọn. Đó. Đây. Trần cao, phòng khách. Rồi bên kia cái nhà bếp. Đó, bếp này là cái sink với lại cái chỗ rửa chén không đối diện nha.
cho anh chị em nào mà không thích đối diện là căn này cũng là một điểm cộng. Rồi bên đây là cái cửa sau đó, patio thì không có lớn, nhỏ, cái này gọi là nhỏ đó chứ không phải là vừa nữa, nhưng mà mình thích thì mai mốt mình đổ rộng ra đó. Rồi dây điện thì phía bên kia, nhà mình là không có nha, nhà mình không có cục điện đó. Mỹ thì họ mua họ cũng chẳng quan tâm, nhưng mà người Việt Nam mình thì có người cũng quan tâm về cục điện, không thích. Thì nhà mình là không có cục điện luôn đó. Rồi sân ở phía sau nè. Rồi ngay đây anh chị thấy cái lỗ này ha, thì người ta xây dựng á thì người ta cũng xem tùy căn, họ thấy cần thiết họ bỏ thì họ sẽ bỏ vào, còn họ thấy không cần thiết thì họ không bỏ. Nhưng mà nếu mà anh chị muốn họ bỏ đó thì bữa em có bán căn nhà Weston, họ nói bao nhiêu ta, 2,000 mấy 3,000 nếu mà muốn bỏ vào đó. Nhưng mà tùy căn thôi, họ thấy cần thiết thì họ bỏ, còn không thì họ sẽ không có bỏ. Ở phía sau nè, bốn mặt gạch hết luôn nha, gạch lên trên này luôn nè đó. Rồi mình vào xem cái phòng mà master. Đây. Ồ, hồi nãy Vi không có coi bên này ha. Cái này là cái tủ bỏ đồ nè. Đó. Tủ bỏ đồ. Xong rồi bên đây. Bên đây là cái phòng master, có cái tray ceiling, ba cái cửa sổ. Rồi bên đây á là nhà tắm, có hai cái sink, một cái ở bên đây, rồi một cái ở đây. Rồi cái tub á thì nằm một mình vậy đó, rất là đẹp ha. Đây, sàn nhà. Rồi cái tấm đứng nè. Đó. Cái này thì họ không có xài gạch. Thì mẫu 40 mà, giống như Vi chia sẻ đó, tùy theo mình có nhiều tiền hơn thì mình mua cái mẫu bự hơn. Thì cái ở dưới đó họ cũng sẽ làm gạch, thì tùy căn thôi. Còn mẫu 40 á, thì Vi thấy họ làm giống vậy đó, nên mình cũng dễ phân biệt lắm. Cái nhà tắm ha. Xong rồi qua bên đây là cái closet này. Closet này cũng rộng lắm luôn. Bên đây nữa. Đó. Xong rồi chỗ này là chỗ giặt sấy. Rồi bây giờ Vi đi lên lầu. Nhà này thì được 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi. Thì mình có cái phòng master ở dưới rồi, mà được cái game room nữa đó. Ây da, xem té. Đây, cái game room này. Rồi mình nhìn xuống, mình thấy được cái cửa trước nè. Đó, dễ thương chưa. Rồi, qua đây. Qua đây là một cái phòng ngủ ngay đây. Đó, một phòng ngủ. Rồi bên đây có cái nhà tắm. Đó. Cái mẫu này là được cái là được 3 phòng tắm rưỡi, nên trên này có tới 2 phòng tắm luôn. Đó. Rồi bên đây á là có cái phòng ngủ khác ngay đây. Trời bắt đầu tối rồi. Đó. Cái phòng ngủ khác ngay đây. Rồi chỗ này cái closet nè, hồi nãy Vi nói á, cái này là để cho security, còn cái này
Ờ không phải cái này. Cái tủ mà mấy hôm Vi hay nói á, nó có cái lỗ đó. Thì hồi nãy Vi Vi chỉ lúc mà ở phía ngoài. Đó. Rồi ngay đây là cái sink. Đó. Xong rồi. À, nhà tắm. Rồi bên đây một cái phòng nữa. Là hai cái phòng này dùng một cái nhà tắm ở đó ha. Đó, là trên này có được ba cái phòng ngủ, một cái game room với lại hai cái nhà tắm. Đó. Cái mẫu này cũng popular lắm tại vì ba phòng tắm rưỡi đó. Đây, cái cửa trước mở ra trần rất là cao ha. À, bây giờ là em đi về, em không có kiếm nhà giới thiệu cho anh chị nữa tại vì hôm nay là ba căn nhà anh chị xem nhiều quá rồi mất công anh chị không biết căn nào luôn. Nhưng mà nếu mà anh chị muốn xem nữa thì hãy comment bên dưới, em sẽ giới thiệu thêm nhà nữa cho anh chị xem. Thì cái căn mà em mới giới thiệu cho anh chị là của hãng Weston. Cái giá hiện tại là 427.000, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, và có diện tích là 2.600 square feet. Thì 2.400 square feet chứ không phải 2.600. Em nói nhầm. Thì ở đây xung quanh thì người ta cũng dọn và ở hết rồi. Thuế ở đây là 3.4 chưa xin giảm và tiền HOA là 1.350. Rồi mình đi ra chợ búa xung quanh thì rất là gần luôn. Và như em chia sẻ thì cái căn này, căn nhỏ của hãng Weston ở khu Kennedy thì căn này là một căn duy nhất cuối cùng hiện tại bây giờ. Thì nếu mà anh chị em nào mà thích căn này á, thì hãy gọi cho em nha. Nếu mà anh chị muốn mua được cho thuê cũng được luôn. Tại vì đối diện có căn họ cũng mua cho thuê kìa. Còn bên đây thì họ mua họ ở, họ cũng vô ở hết rồi. Đó. Thì số điện thoại của em là 832-367-1041. Anh chị muốn biết thêm thông tin hay có câu hỏi gì thì hãy cứ gọi cho em nha. Rồi anh chị muốn xem những mẫu nhà nào thì hãy comment bên dưới. Hay là có câu hỏi nào cứ comment bên dưới, em sẽ trả lời cho tất cả các anh chị. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video kế tiếp. Đừng quên cho em một cái like và chia sẻ cái video của em. Bye bye.